chuyển thêm một chú cò nữa nha anh em. Nó đứng hơi gần đường nên thoát là khó bắn. Bè mất rồi không? Cò đầu tiên nha anh em. Trúng chỗ nào đây? Ôi xiên cổ. Xiên cổ. Rồi. Tiếp tục nha anh em. Cò trắng nha anh em. Sập tại chỗ. Ngang cổ nha anh em. Một phát ăn ngay. Một phát ăn ngay cái hũ. Khá là to, khá nặng. Sao tiếng má nha anh em. Rồi. Một con cò nha anh em. Quá đẹp. Quá đẹp luôn nha anh em. Quá đẹp luôn nha anh em. Gãy cánh nha. Gãy cánh. Quá đẹp. Từ đó đây vô trong cái xe của mình kia là tầm có 25 đến 30 mét. Thôi mệt quá nó không nổi. Thời tiết hôm nay khá nắng à. Thôi một con. Quá phê luôn. Mà đường lắm thì không có phê chút nào. Đâm từ nách xuyên qua nách cu nha anh em. Lết 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 cũng còn nha anh em. Quá đẹp.
quá đẹp luôn em. Rớt con cò nha anh em, quá đẹp trên cái dừa đây, quá đẹp luôn đấy. Lại gãy cánh, lại là sao thiên mã. Rồi anh em mình let's go. Biệt nha anh em. Rớt biệt nha anh em. Tông xuống này con trai. Rồi chết tại chỗ luôn, không rớt. Đẹp nha anh em. Nãy giờ mình phải chèo trên đó mới lấy được đẹp à. Đâm vô nách. Quá trời. Quá trời mệt. Chết con. Chết con nè. Đi đâu mà đi không biết á. Chết con cò nha nè. Để cắn.